mang trình diễn vừa rồi cũng thay lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Dân ở đời người ta có câu đám ma thì làm chỉ có một lần, nhưng mà đám cưới thì làm được nhiều lần. Và lần đầu tiên là lần quan trọng nhất, cho nên hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu Xiên Xiên. Và chú rể, khoan đã, ai tên khoan đã? Là tôi, Hot Boy TVB. Xiên Xiên à, tại sao em đã bỏ anh lấy người khác? Em không chọn anh mà chọn người khác. Em biết em làm như vậy anh đau lòng lắm không? Nhà bên đang đón dâu, dọn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng nắng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai nay, bàn tay nàng đan với anh. Em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Alo, dạ sẽ bắt chó hả? Dạ bắt con cúng nó giùm em nha. Ôi, cúng gì vậy? Ôi là trời, nghĩ sao mà đám cưới người ta mà tặng hoa bằng lăng. Ôi, nhóc. Được rồi, nếu không thích hoa bằng lăng, Xiên Xiên à, anh vẫn còn món quà khác để tặng em. Quà gì? Anh sẽ tặng em một bài hát. Bài hát này là những gì anh muốn nói với em. Trong lời bài hát nhắc đến tên em đó Xiên Xiên à. Và đặc biệt bài hát này rất vui. Vui không? Bao vui. Tình nồng thắm xiên qua bao mái tranh. Anh à, à, hết rồi. Sáng sơ những bụi chuối sao hè. Anh muốn gặp nhân vật chính. Em chính nè anh. Ý anh là nam chính, còn em là nữ hề, bước vô. Nam chính bước lên. Tôi mời nam chính bước lên một bước. Nam chính là sửa mũi bước xuống một bước. Bây giờ nam nào mặt xấu đứng lại, nam đẹp bước lên. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi bây giờ nói vậy cho dễ hiểu nè. Cái nam chính nào mà vừa rớt hai vòng trước bước xuống. Sao? Lâm à, tôi hỏi anh nè, có phải hôm nay anh là chú rể đúng không? Đúng. Tại sao? Tại sao anh lại chọn Lâm mà không chọn anh? Anh cũng là Lâm mà. Lâm gì? Lâm Thắng. Anh ơi, Lâm này quán quân, còn Lâm này chưa chắc. Còn mấy đứa làm gì vậy? Ghim. Sao vậy? Dầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lâm. Thôi đi chị Hữu. Tiếng gì vậy? Chị Hữu bể rồi đó. Sát sơi những mùi chuối sao hè. Mọi người làm gì nữa vậy? Lại lạnh. Thôi thôi thôi, không khí có lạnh hay không là do bản thân tụi mình thôi. Mọi người ơi, hãy thắp nóng không khí lên nào. Thắp nóng hay không là do mày đó, không ai kéo nổi đâu. Tao biết rồi. Thôi đi, anh đừng có làm khùng làm điên ở đây nữa. Chẳng lẽ em đã quên hết tất cả gì sao? Quên gì? Em đã quên đi kỷ niệm của chúng mình. Cái kỷ niệm mà anh đã từng cho em ăn trứng đó. Trứng gì? Bé một nhành cây trứng cá. Để khi vô trường chia trái cho em. Hương trái mê. Thôi! Anh có biết là sau cái lần hôm đó tôi bị bộ thuật không? Hả? Rồi sau đó em đã bỏ làng thật xa đi mãi không về. Em còn nhớ cái mùa đó là mùa... Nhớ mùa chôm chôm trước. Mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thơ.
có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Định mệnh đã khiến xuôi sắp đặt chuyện tình cờ không hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Dạ chôm chôm cuối chôm chôm mẹ đi cho em mua chôm chôm không? Chôm chôm nhiêu ký vậy? Dạ 50.000 một ký. Lấy anh một ký. Dạ nè. Anh ơi anh đi đâu vậy? Em diễn tiếp đi, anh làm cố vấn. Rồi sau khi ảnh bỏ đi em chạy thật nhanh thật nhanh, bất chợt một cơn mưa ập xuống em ướt. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Lẹ lên em ướt rồi nè. Trời sắp đổ cơn mưa. Em biết rồi nhưng mà ướt em rồi. Sao nè. Sao em còn đứng mãi? Em ướt rồi. Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Em là em. Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa màu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, dễ chìm vào trong bể dâu. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phong ba em làm dâu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời. Đau buồn em không chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Đó là lý do em không thể nào yêu anh được. Chẳng lẽ em chỉ vì một cây dù, một trái chôm chôm mà em bỏ rơi anh hay sao? Đúng. Suốt cuộc đời xuyên xuyên không bao giờ bên mày đâu. Đúng. Anh nói cái gì vậy? Anh cũng dấp dáp như tôi thôi. Anh đi. Tao quên. Thôi đi, đừng có dạch mặt vô cho sân khấu nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Xuyên xuyên à, em đừng nghe anh ta, em đừng nghe anh ta. Em phải tin anh đi, tình cảm của anh dành cho em là tất cả anh ta không thật lòng với em đâu. Im đi. Sao mày biết tao không thật lòng? Tao nói cho mày biết, nãy giờ tao làm cái trò này không phải tao là chú rể đâu. Chứ mày là ai? Anh anh họ của tôi. Anh họ của em? Đúng. Đúng. Vậy còn chú rể là ai? Nhìn nè. Hey. Xiên xiên à, em lấy Hứa Văn Cường sao? Không, tôi là Dư Cường, đại lý kêu dân chuột. Nè xiên xiên, anh hỏi em, anh ta có gì hơn anh? Hả? Em nhìn đi, ngoài cái trừ cái là anh đẹp hơn anh, anh ta cao hơn anh, to con hơn anh, học giỏi hơn anh, thông minh hơn anh, sáng sủa hơn anh, có gì hơn anh nữa không? Mày nói một hồi nó hơn mày hết. Anh chấp nhận anh thua anh ta. Nhưng trước khi anh đi, anh có điều muốn nói với em xuyên xuyên à. Xuyên xuyên. Vì anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, tặng em nhẫn cỏ, hú hồn em chơi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh ơi, nhẫn cỏ em đeo không có hợp. Em quen đeo hộp xoàn rồi. Em quen đeo hộp xoàn rồi hả? Dạ. Vậy thì em lại đây em chơi đeo hộp xoàn. Em đi vậy? Mày biết ngày hôm nay tao không lấy được xiên xiên thì cũng đừng thằng nào lấy được xiên xiên của tao. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tao nói tụi biết trong cái vỏ hoa đó tao để bơm trong đó đó. Cái gì? Anh đừng làm bậy nha. Anh ơi, mọi người ơi chạy hết đi. Em không sao đâu, chạy hết đi mà, chạy đi. Chạy đi, đổ bơm bây giờ. Chạy đi, chạy đi. Anh à, thả xiên xiên ra đi. Tôi sẽ làm con tinh thế cho xiên xiên. Mày thấy xiên xiên à? Ừ, được, qua đây.
qua đi anh. Thả xe xương đi. Rồi qua đây. Bắt tôi đi. Được. Anh Cường. Xương xương. Anh Cường ơi, anh Cường qua đừng giết anh. Mày giết tao hả? Chạy đi xương xương. Được rồi. Vậy hôm nay tao mày sẽ ôm nhau chết chung. Ê ông bạn khoan. Hả? Tao đâu có yêu mày đâu chết chung gì vậy? Ờ đúng rồi. Đi thả tôi ra đi. Thả đi ba. Đi qua thả đi em. Đi qua đây. Dạ dạ. Thả thả xin xin của tôi ra. Thả thả xin xin của tôi ra. Mày thật là thông minh đấy Dương Cường à. Thả thả xin xin của tôi ra đi. Thả xin xin à. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta cùng ôm nhau chết chung đi. Vĩnh biệt. Hãy ra đây đi. Ủa mà chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì anh thấy em làm đám cưới mà không mời anh. Anh sợ là em sẽ lấy nhầm người chồng không tốt. Người ta sẽ đối xử không tốt với em. Chính vì vậy mà anh muốn qua để thử lòng anh ta. Nhưng trải qua chuyện này, anh tin chắc là anh ta người tốt. Thấy em hạnh phúc như vậy là anh đã đủ vui lắm rồi. Anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tết năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới hoa mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké. Vâng, và xin chúc mừng cho thí sinh Lâm Thắng đã hoàn thành xong bài dự thi của mình. Lâm Thắng ơi, em có một cái gương mặt gọi là gương mặt ưa nhìn á. Lúc nào chị cũng sợ là em lép vế hết, nhưng mà hoàn toàn không có. Em không có bị cương, em rất nhẹ nhàng, từ tốn. Mà cái kiểu của em là càng lâu là càng thấm á. Rất là khó cho người giữ cái lửa sân khấu để đi suốt. Mà em là người rất bình tĩnh. Những lần mà em thành công đều là nhờ tất cả các bạn hỗ trợ. Tôi không biết sau này một mình em ra như thế nào. Các bạn thấy là đây là cái minh chứng cho cái việc mà với một cái dạng giả định á, mà các bạn diễn đồng bộ á, thì nó sẽ tạo cái áp phê kinh khủng lắm. Dễ chịu vô cùng. Thắng có duyên lắm luôn á. Em tự tin vô cùng. Thành ra là Thắng phát huy cái tự tin của Thắng. Tuy nhiên cái tiểu phẩm vừa rồi giá mà đó, các bạn lật ngược lại một chút xíu nữa là chính cô dâu cổ là người thử em á, để cuối cùng á là cái đám cưới của cô dâu đó với em. Thì cái tiểu phẩm nó dễ thương ha, nó tròn trịa đúng không? Lúc mà cô dâu chạy vô hả chị Vân ha? Cô dâu chạy vô cái nó biết ông ra ra chú rể là ai không? Anh họ tôi luôn á, trời trời sao gia đình em hả? Anh họ nhiều quá vậy. Vậy chú rể thiệt là ai? Đó, đó hỏi thêm lần nữa chứ là anh với là đó, ai nữa. Xong rồi tưng bừng ra đây, ô vui lắm rồi là cắt cái bánh đó cho tụi em luôn. Số điểm của Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Bị bánh kem và quà cáp sẵn sàng hay chưa? Bữa nay là tổ chức sinh nhật của một bé trong đoàn mình dễ thương lắm. Hát mừng sinh nhật nha. Tôi hát trước, mọi người hát sau nha. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm năm sao mơ ước xuyên mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu, nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa bài của ta là bài sầu tiếp tiệp hồng ra hát mà duyên phận là sao? Biết sao hát vô nhạc thôi chứ. Kệ đi, nó sáng tạo mà. Trời ơi, sáng tạo cái vụ mà làm bánh sinh nhật đâu. Bánh gì? Kem đâu? Thì giờ hả? Quên chết. Bánh kem đâu? Bánh kem em biết thấy đâu đâu. Đưa cho rõ ràng. À bánh kem. Trời ơi. Kem ta mảnh dấu rồi. Ai biết dấu gì? Quý yêu không mà bánh kem của ta cũng dấu nữa. Dễ thương ha. Trời ơi. Đẹp không? Ai mua bánh kem đẹp quá vậy? Cái gì mà đầm bé ngoại vậy bay? Nhớ mùa chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm.
chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dinh lòng thầm bàn hiền. Chào chị em bạn hiền. Dạ, chào, dạ chị. Chào chị. Làm gì âm sùm vậy mấy cưng? Dạ không có, tụi em nói chuyện chơi với nhau chút xíu à. Lệ Trinh Trinh. Dạ. Lệ Tân Tân. Dạ. Sinh nhật dạ. Xin nhéo con nào? Em thề với chị là không có sinh nhật ai hết. Dạ. Hai liền, sinh nhật con nào nắm đầu ra đây cho chị. Con này, con này nè, nè. Sinh nhật của chị vậy mà bấy lâu nay chị quên mất. Chị tạ ơn mấy tỷ muội. Ăn bánh kem thôi. Ăn bánh kem nha. Ngon lành gì nữa đâu ăn. Người ta đang giả bộ người ta giấu rồi mà chị ra chị chửi quá chửi hết vui thôi nè chị. Ủa à, ý là sinh nhật mình phải bất ngờ á hả? Ừ. Chứ gì nữa. Không sao, làm lại. Chị giả bộ chị xóa sạch trí nhớ không nhớ gì hết trơn á, trời hết trơn á. Chị vô nha, chị bước vô giả bộ chị không nhớ, không nhớ sinh nhật chị luôn, không nhớ mấy đứa tổ chức sinh nhật chị luôn á. Chị bước ra, giả bộ chị dắp té ăn cái. Cái em đỡ chị lên, em nói lời tha thiết. Chị ngã em nâng. Còn mấy đứa kia nó không làm gì? Vỗ tay. Đó. Nhớ kịch bản chưa? Dạ. Chị vô làm lại. Mọi người ơi, đang làm cái gì vậy mọi người? Ôi trời, trời ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu làm gì đâu không à. Đi đó làm cái gì. Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho chị hả? Mấy đứa ơi. Happy birthday! Happy birthday! Hát bánh kem hiểu không? Chị nhớ lắm cưng. Hồi đó ai cũng có một lần tổ chức sinh nhật trong đời mình mà. Dạ. Ai cũng có sinh nhật trong đời mình hết trơn hết trọi đó. Biết sao không? Kiểu như làm. Chị nhớ. Nhớ lúc thôi nôi mà kiểu như là con nít mà còn nhỏ. Cái ba má mình dọn cái mâm ra đổ đủ thứ lên trển hết. Bóc chúng cái gì làm ngày đó nhớ không? Nhớ. Chị bóc cái gì? Bóc gì? Chị bóc gì không? Chị bóc gì? Cây lược. Trời ơi. Bóc cây lược là đại diện cho nhan sắc sắc đẹp đúng không? Đúng rồi. Hèn gì giờ đẹp quá trời này, chị đẹp cho hằng nghe vậy đó. Trời. Bảy nhìn mặt bả như thỏ ngọc kìa. Đâu dám đâu, em thấy chị giống chú cụi hơn. Nó nghe nè, bây giờ á, hồi đó bóc cây lược xong ba chị tức cái bộ, nói đàn ông con trai bóc cây lược nữa điệu đại đàn bà rồi sao. Ông tức, ông ra đường ông kiếm cục đất sát bữa chán nè, ông nhét vô tay chị, ý là đàn ông con trai phải rắn rỏi mạnh mẽ như cục đất gì đúng không. Cái chị cũng ôm cục đất sát vô người, cái chị nặng búp bê chị bồng. Trời ơi, công việc chị khéo dễ sợ luôn nha. Trước mong sao mà mẹ chị đó, giờ chắc mẹ chị cũng yếu rồi. Mong sao mẹ chị đừng lo gì chị hết trơn hết trọi đó. Coi chị như người bình thường ngoài đời đi. Sống yên vui tuổi già được rồi, hiểu không? Ăn bánh kem. Dạ. Ăn bánh kem. Dao đầu cá. Lấy dao, lấy dao. Dao bé này. Công sức tụi em á. Hùng đừng cắt vô mua tặng chị đó nha. Chị. Trời. Mày chém tao hả? Đâu có, trong đồ mình nghèo quá, có cây dao mình xài thì tập quá mà chị. Đúng rồi, cây dao này ngày nào cũng gọt trái cây chị ạ. Không, chị bình tĩnh, đoàn mình có cây dao xài mọi chức năng. Cây này bữa em vũa móng đó chị. Trời, vũa móng còn đỡ, chị lấy cậu râu đó cưng. Sao cắt cắt nha. Dạ. Cắt bánh kem nha. Dạ. Dạ. Mời hợp. Ê! Trời ơi, ý, chè bánh lọt nè. Quà của chị hả? Dạ, dạ. Không sao. Có chè ngọt ngào như tình chị em là vui rồi. Dạ. Lòng nhiều. Mỗi đứa cầm bịch ăn chơi chung sinh nhật chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Nè, cho con bịch lệ Trinh Trinh. Lệ vé nè. Cảm ơn chị. Lệ nước. Lệ Tân Tân. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa này thiệt á. Thôi, chúng vui chị nghe. Để tao ăn cái gì bay? Để tao ăn cái gì, có bốn bịch tao ăn cái gì bay? Em phụ chị. Đường, đường thương đau đầy ải nhân gian. Cưng bấm nhạc. Đừng bắt chị theo tông cưng. Cưng phải theo tông chị. Đường đau thương đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt dừa nhiều đó thôi được rồi mấy cưng à. Thôi biết sao đồ mình đế nữa chị. Thôi chuẩn bị khán giả vô mình làm nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Ơi. Khách vô khách.
đập nát chỗ này cho tao. Bảo vệ, bảo vệ chị, bảo vệ chị. Tao tới đây kiếm bầu đoàn. Bầu đoàn đâu? Má trời. Gì vậy? Nhổ tóc mai chị, nhổ tóc mai chị. Nhổ tóc mai chị. Bạn ơi. Anh ơi xui quá, chị chết rồi. Hay là ngày mai anh rảnh á, anh quay lại anh kiếm chị được không? Bây giờ tan gia tụi em đang bối rối nha anh. Chị. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ sao? Bà có trả tiền cho tôi không? Hồi nãy em cũng chết nhưng mà em chết lâm sàng anh à. Lâm sàng hả? Bây giờ tôi cho bà lâm trận luôn nè. Bây giờ bà có trả tiền cho tôi không? Không trả tao đập đoan. Nè, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Đoàn tụi tôi không muốn đập là đập nha. Muốn cái gì? Nói chuyện chị em tụi tôi đàng hoàng. Không có đập. Thôi mày chị... thích nói chuyện. Dạ dạ. Dạ dạ, em xin mấy chị. Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền lận? 120.000 lận. Sao vậy mấy đứa? Nhiều quá em sốc chị. Cái gì? Bà thiếu 120. Bà hai lụa bà trả tôi 1.200.000 để qua đòi bà. Chị, cái này là tiền của em 1.200.000. Giờ mấy em trích ra 120 em cho chị. Ủa? Chi vậy? Ủa, chi gì em? Giờ đặng chị trả lại cho em để em có cái em nói chuyện với chị hai lùa. Chứ để em bị đánh hai đầu cũng cực quá chị. Ờ, nhớ tao trả cho mày nè. Dạ, à khoan đã. Ai đó lấy điện thoại chụp lại giùm làm bằng chứng giùm. Ờ, đây. Ủa, làm bằng chứng hả? Dạ. Làm bằng chứng phải lên sân khấu cho nó hoành tráng. Lên sân khấu cho nó hoành tráng. Dạ. Tao kiểu nha, tao kiểu nè. Từ từ đợi nhỏ em. Thôi lên 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 lên. Đến lẹ lẹ cũng lẹ cưng. Có lẹ cưng cưng nè. Đến 2-3 nè. 2-3. 2-3 cái nữa nè. Đổi. 2-3. Rồi được rồi nè. Rồi về đi. Ráng lấy tiền này lo cho gia đình mình, hiểu không? Dạ. Dạ. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Em xin phép em về. Về cẩn thận nha anh ấy ơi. Dạ em cảm ơn. Thấy chị cực khổ chưa mấy đứa? Có 120.000 mà đánh lộn đánh lào đâu phải dễ dàng sung sướng gì mấy đứa. Thái độ gì vậy? Thái độ gì khi dễ hả? Chị... ai mà thiếu nợ chị đó. Tôi nói có tụi mình nó nghèo khổ rồi chị sân si làm chi? Chị đánh quần đánh áo của bà hai lụa mai đồ chi cho thiếu 120.000, nó qua nó đòi cho mang nhục vậy? Tao sân si, tao sợ đòn mình không bằng đoàn chị em, tao mới bấm bụng. Tao lấy tiền tao mua 2 sắp giải ha. Tao mua cho mỗi đứa 2 sắp giải, mai thành 2 bộ bà ba. Tiền công ở bộ 60.000 là 120.000 đó mấy đứa. Chị sân si quá mà, chị tội lỗi quá mà. Tại không phải. Tại em chứ tại ai? Không. Tụi em có cho chị nói không? Có lẽ trên có bao giờ tao vừa lòng mày không? Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Thiện tai đó nha. Tại sao? Tao ốm thì chê tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm BD thì nói lộ. Hết lộ nó mình gồng. Lấy chồng thì nói mình mê trai. Không có ai nói mình ế. Lên chùa nói mình đạo đức giả. Về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết đâu. Đi xa nói mình trốn nợ. Rú rú trong nhà nó mình ích kỷ giống chơi với ai. Đăng hình lên mạng được mấy triệu like nó mình hát. Còn đăng được mấy chục like nó mình xấu như cuốn xong mới thèm like. Đó. Rồi mình làm sai đó, nó nhớ kỹ lắm. Mình làm đúng nó không quan tâm. Đó. Rồi sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già. Mình phấn đấu làm đẹp á, nó mình lố lăng.
Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao khắc lên mặt mày miễn đời gian ác. Chị, em nói chị nghe nè. Không có. Tại vì chị không nói tụi em biết thôi, chứ nếu mà tụi em biết chị mai đồ cho tụi em thì tụi em hùng tiền với chị. Dạ em. Lại phụ nữa hả? Lại dạ. Phụ nữa hả? Dạ. Thôi đi, nay sinh nhật vậy tôi cũng vui lòng rồi. Dọn hàng ra đón khán giả vô mấy đứa. Dạ dạ dạ, dạ. Đúng rồi tới giờ chưa? Thôi chuẩn bị. Khách vô luôn kìa, khách vô luôn. Rồi tới giờ chuẩn bị giờ bán rồi. Trời. Tố gì ra quay cho em chị ơi, quay cho em chị ơi. Tố gì ra, có số rồi nha. Tình yêu như món quà, chỉ có nhau thì quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta lại muốn cách xa? Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau. Giờ mai đã đang kề cận ta lúc đó. Con số 6 à? Con số 6 nha. Bà con, mình sẽ cùng nhau chào đón một giọng ca lẫy lừng, nữ danh ca Bolero Lê Mỹ Vô. Hãy cho tôi tình yêu và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Xin kính chào bà con cô bác, quý vị khán giả. Ngày hôm nay rất vui ghé lại đoàn lô tô phù du của chúng em. Kính mong ai đi ngang qua đoàn lô tô của chúng em ghé vào một tờ vé 10.000. Dù chỉ 10.000 nhưng giúp được rất nhiều cho chị em chúng con. Những số phận trôi sông lạc vợ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Anh, chính anh ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. 33 số gì ra, số gì ra, số gì ra, ai kính chưa? 33 nè, ai kính chưa? Rồi, đường sửa quạt cũng chẳng gì chọn nha cô nha. Rồi, nè, cô cho kiểm tra kinh đi cây cô. Dạ. Lê Minh Dự. Ai tên Lê Minh Dự? Ra cô gặp kìa, ai tên Lê Minh Dự ra gặp cô kìa. Có không? Không có hả? Vậy em xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi anh chị. Bữa nay chương trình của đoàn tụi em kết thúc sớm nha. Mai quay lại tụi em bù cho quà nhiều hơn nha. Rồi, giải tán. Giải tán đi mấy đứa. Không được giải tán. Bà con cứ ngồi lại đây đi, để nghe tôi kể câu chuyện về thằng con bất hiếu. Nó bỏ nhà đi đã 20 năm rồi. Tôi lặn lội đi tìm nó, mong mẹ con gặp nhau. Nhưng bây giờ nó gặp tôi, nó không nhìn. Đứa con gái này không phải là Lệ Mỹ Dung, mà nó là thằng con trai của tôi, Lê Minh Dự. Lúc mới sanh con tôi ra, nó là một thằng con trai. Lúc thôi nôi, nó chọn cây lược. Vợ chồng tôi cũng không chút ngạc nhiên. Ông mua cho nó chiếc xe thì nó đòi tôi mua cho nó con búp bê. Đến năm 10 tuổi, nó bắt đầu tô son trét phấn, lén lấy áo của tôi mà mặc.
chồng tôi bắt đầu lo sợ vì không chịu nổi. Ông dẫn nó đi đá banh, nó lấy trái banh chơi banh đũa. Không chịu nổi sự chê trách của bà con dòng họ, không chịu nổi sự mỉa mai của bà con chồm xóm, tôi với bà nó buộc nó phải trở. Đã không nhìn rồi thì thôi mẹ về, nhưng mẹ không có đi tìm con nữa đâu. Mẹ già rồi, không có còn sức lực để mà đi tìm con nữa. Có thể lần này là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rùng, con phải mồ côi. Gió lại mẹ rùng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mẹ! Con xin lỗi mẹ. Không, mẹ mới là người xin lỗi con. Cha mẹ sanh con trời sanh tính, ông trời đã đặt như vậy rồi, thì dù trai hay gái gì á, con vẫn là con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ đi theo con để mà còn chăm sóc con gái của mẹ nữa chứ. Mẹ thường bảo con thân gái đột công, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói năng lừa lờ.
ơn sự hỗ trợ rất đặc biệt của nghệ sĩ Kim Phương. Thực sự đây là tiết mục mà cả phần nhìn, phần nghe, phần cảm xúc đều tốt. Mình đã coi cái phim, cái kia là Phù Hoa, còn này là Phù Du đúng không? Cái tiểu phẩm này của bạn á, nó đồ thêm vào cái cảm xúc đó của người xem. Cái diễn xuất của Dự, cái ứng biến ở sân khấu của em rất là tốt luôn. Em không hề bối rối khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Đó là một cái tư chất, một cái tố chất mà vô cùng cần thiết. Em không hề bị mất bình tĩnh tí nào đó. Với cảm giác của tôi là bạn sẽ còn đi rất sâu vào những vòng trong. Nãy thấy Hương ngồi cười sung sướng, cười ha ha ha, cười không cần kìm nén luôn. Tại vì chị Vân biết sao không? Em theo Dự từ đầu mùa tới giờ và tới ngày hôm nay thì em mới thấy bắt đầu ảnh đi. Cái khuôn mặt không có còn cái lo sợ nữa. Và tập trung vô vai diễn. Và khi em tập trung vô vai diễn em duyên dáng lắm. Em ra mà em té chừng hai lần nữa chắc chị xỉu luôn á. Cô Kim Phương, cổ diễn đã lắm. Cổ bước lên chị sợ là cổ lướt em mất. Nhưng khi cổ lên á, hai người phối hợp vừa phải hợp lý. Cổ nâng em đập, em nâng cho cổ để xuống và ao. Mong em sẽ vô sâu hơn và có những cái tiết mục mà nó đã, nó thấm như ngày hôm nay đối với bản thân chị. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị ban giám khảo. Tại nó giấu dép hả? À? À em bỏ dép ra. Mày để dép ra rồi mày để lại dấu dân chân. Em đi dép lại thôi, cũng vậy à, bây giờ phải làm sao? Mày biết lý do tại sao mà tao lộn vô không? Sao sao vậy? Người ta điều tra từ dấu dân chân, dấu dân tay à. Còn tao lộn vô để lại dấu dân lưng, người ta không có điều tra được dấu dân lưng à... Hay hay quá Em tại vì lần đầu em đi ăn trộm em không có biết. Mày làm như tao lần hai hả? À? Bí quá phải làm tao hiểu không? Nhưng mà mình phải làm chuyên nghiệp, hiểu không? Không thôi bắt đó. Bây giờ kiếm cái gì? Đĩa phúp, đem ra, hiểu không? Phúp, đem ra, dạ, ok. Cái tivi. Tao kêu mày lộn mà. Anh khó em quá, tại em mới, anh phải chỉ cho em chứ. Bưng cái tivi ra trước đi. Tao kiếm cái gì tao đĩa, hiểu không? Dạ. Anh đỏ giùm em chút đi. Gì vậy? Đỏ chứ. Lẹ đi. Anh coi em nè. Anh đỏ giùm em đi. Lẹ đi. Bảo ơi, có đồ ăn cắp rồi nè. Ui, cái gì vậy? À, anh cầm giùm em. Có đồ ăn cắp. Có vô. Có rồi, coi. À, anh đưa tivi cho nó đi. Này, đưa cho em. À, đi ăn cắp mệt dễ sợ luôn. Mày làm gì mà mệt? Nãy giờ tao bưng ra không á. Em lộn mệt. Ai biểu mày lộn? Vô nhà không có người rồi mày đi lại được rồi. Anh nói em lộn mà giờ anh nói em nữa. Ủa, mệt quá. Bây giờ sao anh? À, bây giờ kiếm cái gì đi mà đĩa hiểu không? Đĩa. Ăn trộm kìa, chạy đi qua ngược theo tụi nó coi nè. Mày chạy hướng này, tao chạy hướng kia kìa. Em chạy hướng này nha. Rồi. Có người ta ăn trộm. Mà tao bắt bảo rồi, bây giờ phải ăn trộm. Bà con ơi, có ăn trộm đó nha. Trốn đi, ăn trộm nha. Trốn ơi, mà cẩn thận cửa nẻo đồ nghe bà con ơi. Trời đất ơi. Đâu mất tiêu rồi trời. À đây rồi. À... Cái gì vậy trời? Cái gì vậy?
Lu hả con? Mày hả Lu? Lu, phải con không Lu? Tôi kêu thằng Phi mới được. Phi! Ủa, Lu, hôm nay mày dẫn bạn gái về nhà nữa hả Lu? Mà hôm nay mày đổi gu hả Lu? Mày chơi với mèo hả Lu? Lu à, ra đây con. Ông có chừa hộp cơm sườn cho con nè. Ra đây ăn đi Lu. Lu, ra ăn đi con. Tao nói tao ăn nhưng tao đói quá. Mày bị điên hả? Lu à, sao mà chưa ra nữa? Chắc không phải con Lu của mình rồi. Không lẽ ăn trộm thiệt sao trời? Phi ơi, Phi à. Con Lu, Lu à, kêu bạn gái con ra ăn luôn đi con. Nhường cho bạn gái ăn với nha con. Con trai phải biết ga lăng chút xíu. Thôi đừng có giành lộn ăn mà, ăn từ từ thôi. Ngon không? Ai ho vậy trời? Ai ho vậy? Ăn từ từ thôi. Chắc tại ông, do ông nãy ông nhai chưa có kỹ. Ăn đi con. Lu à. Ủa con sao vậy Lu? Con nhai không được hả Lu? Để ông nhai lại cho con ăn nha Lu. Không ăn nữa hả? No rồi hả? Thôi rồi rồi, no rồi thì đi ra ngoài. Ra ngoài tôi dẫn đi toilet. Đi nhanh lên. Mở cửa một cái là chạy liền đó chứ. Nhanh lên. Ê, như tôi thấy mấy con mấy thằng trộm mới chạy đâu hướng này nè. Để rẽ nhau hướng đâu nhà ông Tám hay gì ông Bảy đó. Dạ. Chạy ra chạy lục soát kỹ nghe chưa. Dạ, nhớ rồi anh. Có chuyện gì vậy ta? Không đi vệ sinh hay sao? Đâu rồi? Lu à, Lu, Lu à, đi vệ sinh con. Lu. Rồi luôn, xong luôn rồi. Ước nhiên cái nhà tôi nữa rồi. Lần nào cũng để cho tôi lau chùi quét dọn hết á. Rồi. Ông Bảy ơi, có nhà không ông Bảy? Ai đó? Đó ông Phi văn phòng nè. Phi hả? Dạ. Vô đây nói chuyện. Dạ dạ. Ông Bảy. Sao có chuyện gì vậy? Dạ tại vì nãy giờ tụi con đi tuần thấy là phát hiện mấy thằng ăn trộm. Nó chạy đâu vòng vòng chút sớm nè. Ông Bảy cẩn thận nha. Coi chừng nó vô nhà ông Bảy rồi nó xử ông Bảy đó. Cậu nói cái gì? Hả? Nó vô nó xử ông Bảy đó. Cẩn thận chút xíu. Cậu nghĩ đi, cỡ này ai xử ai? Wow, bự dữ. Tôi tập tạ ba mươi mấy năm rồi đó. Dạ dạ thôi, nói với ông Bảy cũng phải cẩn thận nghe chưa. Tại tụi con đi tuần 24/24 mà, có gì ông Bảy cứ hú một tiếng tụi con chạy qua liền. Được rồi, biết rồi. Dạ. Nói nghe nè, chừng nào mà bắt được tụi nó dẫn vô nhà tôi trước nha. Dạ dạ dạ, chi vậy ông Bảy? Lâu rồi cũng không có vận động, nó cũng hơi ngứa chút xíu. Trời ơi. Thằng nào mà vô ăn trộm nhà ông Bảy chắc nó cũng tới số hả ông Bảy? Ừ. Con đi nha, có gì hú con tiếng nha. Rồi, có gì hú là con chạy vô đúng không? Dạ dạ dạ, tụi con vô liền đi nha ông Bảy. Để coi mở thời sự coi tin tức coi. Cái tin tức đó là số 2 thì phải à. Vâng, và cho đây là chương trình dự báo thời tiết của đài truyền hình Vĩnh Long 1. Có rồi. Kính thưa bà con ngư dân, hôm nay biển có lúc đồng mạnh, có lúc đồng nhẹ và có lúc chả thèm đồng đầy. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thôi, mở đài khác coi. Tôi coi kênh giải trí đi. Vâng, và sau đây là chương trình
trình giải trí của đài truyền hình Vĩnh Long 3. Hôm nay có đài Vĩnh Long 3 nữa trời. À, vì lý do đài truyền hình Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 người xem quá đông nên chúng tôi vừa cho ra đời một đài truyền hình mới. Cái gì vậy trời? Như hôm nay tới giờ của tình Bolero thì phải à. Tôi nghe Bolero đi. Sao nó im ru vậy trời? Quý vị và các bạn đang được đến với chương trình Tình Bolero. Đúng rồi nè. Thưa quý vị, Bolero đã đi vào trong lòng người đã bao nhiêu thập kỷ qua. Và hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn liên khúc Bolero do ca sĩ Bá Đức trình bày. Sao chưa trình bày nữa trời? Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không nhớ tên anh. Ủa sao cái này nghe lạ, không phải Bolero à, hình như lạc chủ đề rồi đó. Vô. Đâm vỡ cây đàn dần đời, đâm vỡ cây đàn. Đời ơi, đời ơi, tình ơi, tình ơi. Đâm vỡ cây đàn dần đời, đôi trắng tay đen. Dần người nên bỏ quên đời. Quên lời rồi. À, cái gì? Quên lời tao không biết hát nữa. Kiếm cái gì hát đi. Vâng, và cho đây chương trình Bolero chúng tôi đến đây là kết thúc. Thôi được rồi, không cần phi diễn nữa, tôi biết hết rồi. Ủa vậy là sao? Vậy là ông thấy tụi con hả? Tôi mù nhưng mà tôi không có điếc. Vậy mà thôi. Ông ơi, tha cho tụi con đi. Lúc nãy tụi con tới lấy cái TV, cái giờ ông trả lại cái TV cho ông nha. Thôi khỏi, tôi tặng luôn cái TV đó. Cái tivi đó nó hư rồi, tôi đem đi sửa mà người ta sửa không được, ta trả về cho tôi đó. Thôi về đi, về đi. Ủa ông tha cho tụi con hả? Về đi, có cái gì đâu mà ông về, tha về, tôi về, có về, cái gì về, đâu mà phải mất về, đâu. Về lẹ đi, tao lấy ra cái nhẫn rồi, lẹ lắm. Về đi. Lẹ lắm, nói mày lấy cái gì? Đi. Mày nói lấy cái nhẫn gì? Ông kêu đi về kìa. Mày cái gì vậy? Mày lấy vô, tôi lấy cái đàn tao thấy. Đi, lẹ lắm chứ mà mày không lấy của người ta. Nè hai người còn lấy cái gì của tôi nữa hả? À dạ không, thằng bạn con nó tính lấy cái son về nó nấu ăn á ông ơi. À cái son hả? Rồi lấy cái son đi, cái đó không có quan trọng. Cô tôi có một cái rất là quan trọng. Đâu rồi? Trả chiếc nhẫn cho tôi! Thấy chưa? Mày, trả chiếc nhẫn cho ai? Ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả chiếc nhẫn lại cho tôi! Ai? Ai lấy? Ông lũ ra đi! Mày làm cái gì vậy hả? Đưa chiếc nhẫn cho người ta! Ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả cho tôi. Giờ tao dí mét mẹ luôn. Trả chiếc nhẫn cho tôi. Con trả ông chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của tôi. Dạ. Chiếc nhẫn của tôi. Đây là chiếc nhẫn kỷ vật của vợ con tôi để lại cho tôi. Mẹ con của nó chết trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ tôi lại một mình cô độc. Bà ơi, sao bà với con không dẫn tôi đi luôn đi? Để tôi ở lại đây một mình làm cái gì? Tôi khổ lắm. Cho con xin lỗi ông. Cậu cần tiền đúng không? Được rồi. Tôi có tiền nè. Nè, cậu giữ đi. Cậu đi. Đi làm cái nghề lương thiện nha. Nhưng mà ông đừng ơi, đừng có làm cái nghề này nữa. Ông ơi, con không dám lấy đâu ông ơi. Đi. Ông ơi. Đi. Sao cậu còn chưa đi nữa? Ông ơi, ông có thể nào cho con ở lại với ông để được chăm sóc cho ông không? Sao cậu không về nhà cậu còn chăm sóc cho ba mẹ cậu đi? Con mồ côi từ nhỏ, không biết ba con là ai, con cũng không biết mẹ con là ai. Sống bờ sống bụi ở ngoài đường vậy đó. Ai thuê cái gì thì làm, ai cho cái gì thì ăn. Con cũng ước ao có một gia đình giống như mọi người vậy đó. Ông ơi cho con được về ở với ông để con được chăm sóc ông. Con hứa với ông là con sẽ không ăn cắp nữa, con sẽ không làm chuyện bậy bạ nữa. Con sẽ kiếm cái gì đó lương thiện làm, rồi con làm con kiếm một ít tiền, rồi về ai ông cháu mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Ông ơi, ông nhận con đi mà ông ơi. Cháu Hoàng. Vậy là ông nhận con rồi hả ông? Nhận. Ông ơi,
Vâng. Ông ơi, con trả tivi cho ông à. Để con đây. Ông nhận nó làm cháu mà nó là anh của con. Bây giờ con sao, không lẽ ông để con mồ côi? Thôi ông làm ông của con nha. Dạ. Ông ơi. Cảnh trí đẹp, chủ đề tốt. Con phải đóng vai của Dương Cường trong cái vở này. Một chút sai sai trong cái việc phân bổ, đó là cái cảm nhận của cô. Chọn đôi là em chọn cái Xuân Nghị. Nó đã ngôn ngữ tốt, đặc biệt nó được show tài năng, nó đờn. Tình huống là bolero, em đặt để bài hát vô như thế nào để lấy được cái cảm tình, đó là cái ông mù. Em phải cho mình là người chủ động. Không có thằng nào chở em cho đi rồi mà mừng quá quay lại. Ông ơi, con mồ coi cha mẹ có một mình lang thang cơ nhỡ, ông nuôi con đi. Không. Cho nên bản lĩnh trên sân khấu một mình nó rất là quan trọng. Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như đời như giấc mơ. La 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 để lòng nhớ thành đô. Bún riêu đây, bún riêu, bún cơ. Cho con hai tô bún nha, một tô bún tô riêu. Cô Tám ơi, cô Tám. Không, không có cho ngồi, đi chỗ khác, chỗ khác. Không, cho con cái ghế ngồi đi được không? Không, mày không mua cái gì tao cho mày ngồi, đi. Không thèm. Chị ơi. Hả? Em giới thiệu chị, em nhạc sĩ. Hả? Em nhạc sĩ, vô chị tưởng em nhạc nhạc công hả? Không. Tôi có cần biết anh là nhạc sĩ hay nhạc công, tôi chỉ thấy anh rất là nhạt nhẽo. Chị chửi em hỏi quýnh gì nhạt nhòa luôn vậy? Tôi mới chửi nó đó. Tôi mới chửi nó. Chị, em mới sáng tác bài bolero hay lắm. Bolero hả? Bolero bảo đảm. Chị hát xong bài hát của em chị nổi tiếng luôn á. Ê, tao nổi tiếng rồi nha. Cho mượn coi cái văn bản đi, hơi hứng thú rồi đó. Cái lời nè. Cái lời này nè. Cái nốt nhạc nè. Vậy sao mình không ghép hai cái này lại cho nó dễ hơn hả? Thôi chị nhìn bên đây, chị nhìn bên kia, chị đứng chị hát thần thái chị nó đỉnh đạt hơn, chị hiểu không? Thích gửi tiếng tự đi mà hát đi nha. Chị, em năn nỉ chị luôn á. Chị mua bài hát giúp em đi. Sáng giờ em chưa có ăn gì luôn. Chị về mua đi rồi chị, em lấy tiền em đi mua đồ ăn. Cô, trời ơi, cô đừng có nghe cái thằng nhạc sĩ khờ này. Nó đã khờ rồi, những ngôn ngữ của nó là sẽ ngu ngu lắm. Cô hát cho cô ngu người đó. Nè, tôi nói cho cậu nghe. Cậu nhìn tôi đi, tôi nổi tiếng vậy, tôi cao sang quyền quý vậy, nhất thiết phải mua bài của một thằng khờ như cậu hả? Biết. Lên lên mày thằng khờ. Tôi cũng chẳng ăn bún riêu của bà đâu. Dơ lắm. Nè, cái con quỷ ca sĩ chảnh chẹ. Ủa, tao nổi tiếng, tao có quyền chảnh chẹ. Ở đây tao nổi tiếng hơn mày. Ủa, mắc gì mà nổi tiếng hơn tôi? Mày tao cũng biết mày đâu. Thôi, mọi người có cảm được âm nhạc của tôi không? Không. Trên thế giới này không ai cảm được âm nhạc của tôi hết vậy. Có tôi. Là ai? Chớ nhìn là của anh và anh có quyền đi với em, bật sáng tất cả đèn xanh. Anh chạy thật nhanh với em, cứ bên vai và chở chăm bánh em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh cũng cho, em thích villa anh cũng lo cho, đến LV anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là sân khấu này sẽ thuộc về em, chỉ cần em đi với anh là mọi vấn đề của em anh dẹp. Một mai qua cơn mê, sao cuộc đời bên bông.
anh lại về bên tôi. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lên đêm. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Đứng lên, đây không phải là cách mày đã từng sống. Khó khăn chỉ mới bắt đầu và tao biết mày có thể lội ngược dòng. Mày có thể bước, có thể thành công, nếu đôi chân mày không biết tuyệt vọng. Vì sự thật lỗi lầm chưa bao giờ biết bắt người khác học thuộc lòng. Người đời che trách, mặt xác bước hay dừng lại là do mày. Sao phải để tâm những kẻ chỉ biết phê phán, khi làm thì bỏ chạy. Ngay khi mày chính là tao, không phải, đó chính là mày. Đừng có phủ nhận sự thật khi tất cả mọi người đều đã trông thấy. Và dám tự khẳng định trên những con đường tao đi, ngoài trừ tao ra không ai có quyền được phán xét. Sao? Nãy giờ em chưa dám phán xét dành luôn anh, bữa rồi. Chói em luôn. Tại khích quá. Ha. Gì vậy bà? Tám. Ông Hoàng Bolero Caris nè. Em mê anh hơn mê em nữa. Tám còn đụng được anh nè, con chay cho tám miếng. Khùng. Anh tái nữa đi anh. Mê quá, hèn luôn á. Mê cái phong cách biểu diễn của anh á. Anh đứng ra sân khấu nha. Anh cứ Only Say Caric. Only Say Caric. Đúng rồi. Mấy nhỏ hôm sớm em cũng thích anh nữa. Nó gặp em là nó cứ úp xê xê ca nước. Bớt ba xà ba láp đi nha. Anh, em giới thiệu anh. Em nhạc sĩ. Em mới sáng tác bài này. Em bán cho anh nha. Nha. Chú bán nhạc cho tôi. Dạ. Nó nghe là chú biết tôi hát nhạc gì không vậy? Nhạc rap. Chú biết nhạc gì? Bolero. Chứ sao tôi sao? Không sao. Nhưng mà tôi thấy chú có tố chất. Em có tố chất. Đúng rồi, chú có tố chất. Dạ, sao em có tố chất nha. Đúng rồi. Thì bây giờ sao? Dạ, tôi nghĩ là anh em mình nên hợp tác với nhau. Trời ơi, em nghe câu đó thích lắm luôn á. Ê, kệ đâu mày. Em với anh nha, sẽ cùng nhau thổi một cái luồng gió mới vô nền âm nhạc của tỉnh. Rồi tới đâu nữa? Đánh về ấp, xã, huyện, sau đó chúng ta đánh ngược về nhà thiếu nhi. Hả? Bây giờ, em với anh hợp tác làm ăn nha. Vô. Ok, tôi thấy được. Vô. Yes, vô. Anh chào ơi! Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ứng duyên mình bền lâu, suốt đời tình xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Hà My, giới thiệu với Rích, đây là Hà My, người mà Rốt đang theo đuổi. Chú vui tính quá. Hả? Nó chú nghe nè. Sao vậy? Đây là người Rích đuổi theo. Rích đừng giỡn hoài. Đây là Hà My, người mà Rốt đang theo đuổi. Nói lại một lần nữa, nghe cho kỹ nha. Đây là người Rích đuổi theo. Thôi thì đừng có xạo nha, đừng có chơi nha. Mới gặp nhau nha. Nè, chú muốn gì? Không có muốn bây giờ. Chú muốn cái gì? Xe chung vào pháo là những thứ mà em ta xăm mình. Xe tốt quần áo là những thứ mà ta bao năm rình. Phường khu công an là nơi ta đang đăng hình. Hẻm 48 ngày từ xưa ta không là yên bình. Tao không gây hấn như hai ai đủ là tầm. Và hàng ngụy nằm trong túi, nằm trong quần thụ và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cùng bay nắp. Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chết. Ê, tao nói cho mày nghe nha, đừng có tưởng mày biết đó. Tao cũng biết đó nha mày thằng kia. Có Hà My là của tao, mất cái mối gì mà mày ăn cắp đó hả mày? Ê, hai thằng ngu, đây là ba mục tiêu. Tụi bay thích thì đánh nhau, thì đánh thì ra trời chiều. Tao đi ít nói nhiều, tụi bay mong là sẽ hiểu. Nếu không tao sẽ cho ăn một cái kêu. Có mấy ba, một con sống chưa chưa có chết. Mấy ba, mấy ba muốn gì thì đi về nhà hết. Có chuyện gì giải thích cho tôi nè. Còn không thích thì thôi đi lên phường. Ngay đây. Ông ơi. Ủa, tôi có nói tôi là người yêu của ai đâu mà cướp gì không cướp. Nhưng mà em phải chọn đi, em chọn ai? Tôi chọn anh Khờ. Làm gì vậy? Xé hợp đồng. Tao nói cho mày biết đâu.
Chết rồi, cái gì vậy? Hai đứa làm cái gì vậy? Trời ơi, cái quán của Tám bán 10 năm rồi mà bây giờ hai đứa đứng múa lân khai trương làm sao? Hát đi. Dạ, anh bắt tông đi. Dạ. Mình hát tông đô trưởng nha. Rồi. Vô nha. 2, 3. Anh ơi, cái tông trèo họng em hát không được. Em hát tông đô trưởng không được hả? Vậy em hát tông lớp trưởng nha. Dạ. Vô. Anh ơi, cái này là trống trường rồi. Không phải trống trường đâu, là trống tan trường á. Tan sườn, tà áo tung bay trời. Ôi. Sao mà Hà My lúc nào cũng hả hát nhạc của người ta, không bao giờ hát nhạc của khờ? Ủa chứ, anh bắt cái tông trống trường gì em phải hát bài tan trường chứ sao? Nhưng mà anh muốn Hà My hát nhạc của khờ cơ. Anh có cái này tặng cho em nè, tặng cho em á. Sao anh tặng cho em cái chậu bông này vậy? Không phải đâu, tại vì người ta nói với anh á là tặng hoa lãng mạn. Người ta nói á, tặng hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, còn tặng hoa hướng dương á là tặng tượng trưng cho nghị lực. Cho nên á, anh tặng em chậu cúc, mong em sống đời với anh. Tự nhiên em thèm trái cây quá. À có luôn á. Anh chuẩn bị kỹ rồi, có luôn á em. Trời, em thèm nhang, thèm khói á. Có luôn à. Rồi, một, có chuẩn bị nhang luôn nè. Có cái lư hương để em lấy không? Anh cúng tôi hả? Bà bán bún riêu bà chỉ anh á. Người ta chỉ anh gì anh cũng nghe hả? Anh không biết anh hay làm sai vậy mà không hiểu sao em hay thương anh luôn á. Thì tại vì á, tất cả những người xung quanh á, ai tới với tôi á cũng tại vì á, nhà tôi giàu, họ nói là tôi đẹp. Không có ai đến với tôi kiểu thiệt thà như anh á. Nhiều khi tôi ước. Em ước cái gì? Tôi mơ á. Bé ơi, mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, với bao nhiêu là ý thơ bỗng anh làm tan ước mơ. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới luôn trong mình muốn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đắc xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, bơ đôi mình đừng dối nhau. Em ơi, phải chăng chuyện ngày xưa mình giấu chặt trong tim để tránh xa trời dòng bão? Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và mát mát vấn vương? Em ơi, tiếng ca còn ngây thơ bên tiếng đàn em mơ đưa chúng ta vào mộng nhớ. Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò, là khi anh hốt trái sầu bờ vơ. Con ra đây con đàn đứng là sao? Mẹ cấm con giao du cái hạng người này, nghe chưa? Con mà giao du với nó là mẹ hả xử nó cho con biết. Em, trong tình yêu á, con người ta hay sống chết vì nhau đúng không? Trời. Nhưng mà anh không phải là người vậy. Anh sợ chết lắm, nhỏ xem chết mấy lần quýu luôn á. Thôi đừng yêu nữa. Tôi nói cho anh nghe, anh có đi tới đâu tôi cũng sẽ tìm ra anh. My nè, cái thằng kia, tao cho mày cơ hội nghe chưa? Nha, mày chọn lựa đi. Một là mày phải xa nó. Hai là mày phải xa nó. Ba là mày phải xa nó. Ba trong một luôn, cái nào cũng xa chứ. Tóm lại là mày không xa nó nha, là tao xử mày nghe chưa? Nha, mày có cái gì mà mày nuôi nó? Thôi, con có tài năng. Con biết đàn nhạc không? Con biết. Tao cho mày biết tài năng. Cô làm gì vậy? Tao chuẩn bị sẵn để gặp mày rồi. Nói ít hiểu nhiều. Vậy nha. Vậy đó. Vậy đi. Về. Hả?
Em biết chăng em anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đông cho tàn. Kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu anh sao giống đời đóa phù dung. Sớm nở tối tàn, xót xa duyên tình chưa thấm vội lìa tan. Mình đi phượt đi. Hả? Mình đi trốn đi. Cái gì? Thôi, anh sợ, sợ. Anh sợ gì? Anh sợ chết hả? Đứng lại đó cho tôi. Làm gì? Làm gì anh đập cho tôi xỉu hả? Tôi có hộp gió sao tôi xỉu được? Con gạch đó nó mới xỉu rồi. Mập mập. Ê Biểu, tao thấy mày núp rồi. Mày cổng hờ mày về. Nó nghe nè, mày nhớ nói á với Hà My á là tao thương cổ nhiều lắm nha. Thôi rồi, mày nói với mẹ Hà My á là chăm sóc Hà My giùm tao nha. Mày nói Hà My là nhớ, nói chồng Hà My là nhớ thương Hà My nha. Nhớ nha. Anh phải làm gì để giữ bước chân em ở lại đi? Hay là anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng? Nhưng mà anh sợ đôi bàn tay của mình siết mạnh quá, nó làm cho em của anh dở ra từng mảnh vụn đi mất. Nguyễn Hồng Thanh mới được mà. Trời ơi, sao tên ta? Em xuất hiện ngoài em lầy quá vậy. Tôi nói thiệt anh, anh có thương tôi không? Anh không có thương em. Em đi về với mẹ em đi, mẹ em già cả rồi kìa. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có thương tôi không? Anh không có thương em. Anh có thương tôi. Tôi đánh anh là vì anh hèn. Anh có thương mà anh không dám nhận. Tôi đánh anh tôi đau. Cái đau này làm cho tôi nhớ là tôi sẽ không bao giờ thương anh nữa. Gió mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài nắng loe nghe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hàng xương lìa cành, mong manh quá kẻ chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Ngộ lắm, những mảnh ghép vụn vỡ tạp màu, nhưng khi hòa quyện vào nhau nó tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Và đó
chính là Sài Gòn. Cô Tám, cô cho con một tô bún riêu nha.